Này cũng là cái bài mà nó tổng kết lại các cái bài các anh chị sẽ học ở trong chương trình. Đó là các bệnh tim bẩm sinh thường gặp ở trong bào thai. Cái bệnh tổng kết cho nên chúng ta phải tập trung một xíu. Tại vì nó đầy đủ các cái mặt bệnh mà chúng ta sẽ thường gặp ha. Như chúng ta biết thì bệnh tim bẩm sinh là dị tật khá thường gặp và nó có tỷ lệ tử vong cao nhất trong cái dị tật bẩm sinh. Cái việc phát hiện trước sinh thì nó giúp cải thiện tỷ lệ và tử vong cũng như bệnh tật sau sinh. Thì cái này là cái tần suất cái bệnh tim bẩm sinh trên toàn thế giới là khoảng 8 phần ngàn. Tử vong của sơ sinh mà do các cái dị tật bẩm sinh á, thì trong đó do tim bẩm sinh là cao nhất, nó chiếm tỷ lệ từ 40 cho tới 50% ở trên tất cả các châu lục. Như chúng ta thấy các cái dị tật của các cơ quan khác gộp lại là cũng chỉ bằng tử vong của tim bẩm sinh thôi. Và những cái nghiên cứu khởi đầu từ năm 1999 đã cho thấy nếu mà chúng ta phát hiện chuyển vị đại động mạch trước sinh thì nó làm giảm tỷ lệ tử vong và bệnh tật sau sinh. Cũng như cái nghiên cứu năm 2002 cũng cho thấy là nếu mà chúng ta phát hiện được hẹp eo động mạch chủ trước sinh thì nó cũng làm giảm tỷ lệ tử vong bệnh tật sau sinh. Đó là những cái nghiên cứu khởi đầu cho chúng ta những cái thông tin rất là phấn khởi, chứ bởi vì trước đó người ta thấy siêu âm tim thai nó khó quá, cắt phải rất là lâu mới chẩn đoán được, rồi không biết là nó có giúp ích được gì cho cái việc phẫu thuật sau sinh hay không, tại vì em bé tim bẩm sinh thì chắc chắn sau sinh nó phải phẫu thuật, mà bây giờ nếu mà nó không có cải thiện gì hết thôi để sau sinh làm cho nó dễ chứ làm trước sinh để làm gì. Thì những cái nghiên cứu này đã giúp ích cho việc phát triển cái ngành tim thai ngày càng phát triển hơn. Thì tổng kết qua các cái nghiên cứu mà đã được đăng trên tạp chí lớn, trong trong đó các cái nghiên cứu phải mô tả chi tiết các dạng bệnh tim bẩm sinh thì tôi tổng kết lại tới năm 2012 thì có tổng cộng là trong các nghiên cứu là khoảng hơn 3.000 trường hợp bệnh tim bẩm sinh phát hiện trong bào thai đó. Thì chúng ta thấy cái tỷ lệ mà nó sẽ xếp từ thường gặp từ trên xuống dưới, và chúng ta thấy thường gặp nhất ở trong bào thai đó là hội chứng tiểu sản tim trái, thứ hai là kênh nhĩ thất, thứ ba là thông liên thất, thứ tư là tứ chứng pha lô, thứ năm là tâm thất độc nhất, thứ sáu là thất phải hai đường ra, thứ bảy là hẹp eo động mạch chủ, và thứ tám là chuẩn bị đại động mạch. Với tám cái bệnh này á thì nó chiếm khoảng 60% của tổng cái lượng bệnh tim bẩm sinh này. Chúng ta thấy là tại cái này tôi đã tóm lược lại là các cái bệnh khác rất là nhiều đó ha. Tức là gần hơn 50 phần cái dạng bệnh tim bẩm sinh khác nhau, thì tám cái bệnh này nó đã chiếm tới 60% rồi. Về nguyên tắc dịch tễ học thì chúng ta sẽ coi bệnh tim bẩm sinh nào thường gặp thì chúng ta sẽ học trước ha. Bệnh nào mà ít gặp thì từ từ chúng ta học sau. Và chúng tôi cũng làm nghiên cứu ở trong thời điểm này để coi thử là ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp là như thế nào trên 553 thai nhi có bệnh tim bẩm sinh được phát hiện. Thì chúng tôi cũng thấy là thường gặp nhất là kênh nhĩ thất, thông liên thất, hội chứng tiểu sản tim trái, tứ chứng pha lô, bệnh Epstein, và năm cái bệnh này là nó chiếm khoảng 50% tổng cái lượng bệnh tim bẩm sinh ở đây. Như vậy thì khi mà chúng ta so sánh giữa các cái nghiên cứu trên thế giới và ở thành phố Hồ Chí Minh thì những cái dạng bệnh mà thường gặp ở đây nó cũng nằm ở trong cái nhóm 8 cái bệnh này. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi phân tích những cái bệnh chúng ta năm bệnh chúng ta thường gặp trước ha. Ở trên thế giới cũng vậy, lúc đó người ta cũng tổng kết những cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp trước sinh như thế này. Thì bệnh đầu tiên là kênh nhĩ thất, là cái bài mà hôm bữa trước tôi đã giới thiệu cho các anh chị rồi. Đó là khiếm khuyết của cái gối nội mạc này, nó gây ra một cái thông liên nhĩ, thông liên thất ha, một bộ máy van nhĩ thất ở đây. Thì bao gồm những cái kênh nhĩ thất gọi là kênh nhĩ thất toàn phần, kênh nhĩ thất bán phần, kênh nhĩ thất thể trung gian. Cái bài này chúng ta học rồi cho nên tôi lướt nhanh qua. Nhắc lại là kênh nhĩ thất toàn phần, kênh nhĩ thất bán phần, kênh nhĩ thất trung gian, và kênh nhĩ thất này có cân đối hay là không cân đối với thất trái ưu thế hay là thất phải ưu thế ha.
Để chẩn đoán thì ở trên 2D thì ở thời kỳ tâm trương chúng ta thấy cái khoảng trống ở giữa tim, màu thì chúng ta có cái dòng màu nó lấp vô giữa hai nhĩ thất đó. Ở tâm thu thì 2D thì cái van nhĩ thất này nó trên cùng mặt phẳng, màu thì chúng ta thấy có hở van nhĩ thất. Và tầm soát thì cái chiều dài của vách liên nhĩ trên vách liên thất, hôm bữa cũng giới thiệu với anh chị rồi, bình thường nó nhỏ hơn 0.5, trong kênh nhĩ thất thì thường là nó sẽ lớn hơn 0.6. Cái hình ảnh minh họa của kênh nhĩ thất các anh chị thấy đó. 2D là chúng ta thấy cái khoảng trống giữa tim ở thời kỳ tâm trương, tâm thu thì chúng ta thấy nó trên một mặt phẳng. Doppler màu thì chúng ta thấy cái Doppler màu nó sẽ lấp vô cái khoảng trống, chứ không bình thường nó có cái vách nó chia ra đây ha, mà chúng ta thấy cái dòng phục ngược, phòng dòng hở ở đây thấy dòng hở. Mà van nhĩ thất ở thời kỳ tâm thu là nó trên cùng một mặt phẳng. Đó, cái hình ảnh minh họa khác của một cái bệnh kênh nhĩ thất. Thì kênh nhĩ thất thì chúng ta sẽ coi là kênh nhĩ thất đơn thuần, kênh nhĩ thất phức tạp, hay là kênh nhĩ thất kèm bệnh tim bẩm sinh khác. Rồi qua cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp thứ hai, tức là cái bài này ôn lại cho các anh chị các cái bài trước đó, tức là chúng ta cứ ôn tới ôn lui vậy để chúng ta nhớ ha. Thì cái thông liên thất là cũng là một cái bệnh khá thường gặp ở trong bào thai, và vì cái phẫu thuật viên họ tiếp cận là bằng cách là họ khi họ mổ đóng thông liên thất, họ sẽ mở cái họ sẽ xẻ cái thắt bờ tự do của nhĩ ra, người ta nhìn xuống cái van ba lá, người ta nhìn cái vách liên thất. Do đó thì chúng ta sẽ thấy cái vách liên thất từ phía bên phải, nó bao gồm là phần quanh màng, tức là phần mỏng ở đây, hay là thông liên thất phần nhận, tức là cái van ba lá nó mở ra, máu nó chảy từ nhĩ xuống gọi là phần nhận, hay là của cái phần phễu thất động mạch phổi, đường thoát hay phần phễu, hay phần phễu ha, hay là phần cơ bè, thì nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta gọi là thông liên thất chỗ đó. Tức là về định nghĩa nó là sự thông thương giữa thất trái và thất phải thôi, gọi là thông liên thất ha. Thì chúng ta thấy các cái vị trí thông liên thất có thể là phần nhận ha, phần quanh màng, phần bùng tống thất phải, bùng thoát, hay là phần cơ bè, nó sẽ có các cái thông liên thất như vậy. Tại vì những cái thông liên thất này á, chia để tiếp cận phẫu thuật viên họ dễ tiếp cận để vô họ mổ, họ đóng lại, họ biết chỗ nào đóng cho dễ. Cái thứ hai nữa là nó có liên quan tới phôi thai học, và cái thứ ba nữa là nó có giá trị tiên lượng. Ví dụ như những cái thông liên thất phần màng hay phần cơ bè thì khả năng tự đóng lại thì của nó có, còn cái phần phễu với phần phễu, đặc biệt phần phễu thì khả năng tự đóng lại gần như là không có ha. Cái hạn chế của việc chẩn đoán thông liên thất trước sinh đó, thì nó rất là khó, bởi vì cái áp lực của hai buồng tim là nó tương đương với nhau, sau sinh thì nó chênh lệch nhau với nhiều, thì chúng ta thấy nó dễ, rồi chúng ta đặt ống nghe nghe cũng dễ, trong khi trước sinh đó, là cái chênh áp giữa hai thất nó ít, cho nên việc phát hiện luồng thông qua vách liên thất nó sẽ khó khăn hơn. Kích thước của thông liên thất, bởi vì cái tim nó nhỏ cho nên kích thước cái lỗ thông nó cũng nhỏ theo, do đó chúng ta làm cho chúng ta không phát hiện được, gọi là âm tính giả. Hoặc là chúng ta cắt nó có những cái bóng lưng của cái xương sườn, hay là cái tay nó để trước ngực nó làm rớt cái bóng lưng trên cái vách liên thất, chúng ta tưởng là khiếm khuyết của vách liên thất và dẫn đến là chúng ta chẩn đoán dương tính giả của thông liên thất. Như vậy thì cái việc chẩn đoán thông liên thất trước sinh nó có sẽ gặp những trường hợp dương tính giả và âm tính giả. Khi mà siêu âm chẩn đoán thông liên thất trong bào thai thì chúng ta coi nó là phần nào, động mạch chủ nó có cưỡi ngựa trên vách liên thất đó không, tương quan của cái lỗ thông liên thất với các van tim, cái dây chằng nó có bám qua cái lỗ thông liên thất hay không, kích thước của lỗ thông liên thất bao nhiêu, số lượng, là nó có bao nhiêu lỗ thông, một lỗ thông hay là nhiều lỗ thông, cái hướng dòng chảy qua lỗ thông như thế nào. Đây là giới thiệu các anh chị các hình ảnh dương tính giả, có nghĩa là khi mà chúng ta cắt bốn buồng từ mõm, bởi vì phần màng là cái phần vách mỏng cho nên là nó qua đây cái tia siêu âm nó bị hiện tượng drop out, nó làm cho chúng ta tưởng là có thông liên thất ha. Hoặc là chúng ta bỏ màu vô chúng ta thấy có cái màu nó nối hai bên thất, chúng ta tưởng là có thông liên thất nhưng mà đây là hình ảnh giả. Hoặc là chúng ta thấy cái thành trước của động mạch chủ với lại vách liên thất nó không có liên tục, ngay chỗ này chúng ta tưởng là thông liên thất,
Nhưng mà thực ra cái đó là cái chỗ cái xoang vành xanh ma nó bị mỏng. Và chúng ta phải phân biệt bằng cách là cái lỗ thông này, cái chỗ mà khiếm khuyết này, hiện tượng mà khiếm khuyết này nó nằm ở sau van động mạch chủ. Như vậy thì cái này nó thuộc phần của động mạch chủ rồi chứ không phải thuộc vách liên thất nữa, cho nên cái này không phải là thông liên thất. Khi mà chúng ta thấy hình ảnh nghi ngờ như vậy thì chúng ta phải xoay cái tim qua cái một cái hướng khác ha, để cho cái tia siêu âm nó vuông góc với lách liên thất, hoặc là thậm nó có thể nó xéo xéo một chút xíu cũng được, thì chúng ta sẽ dễ đánh giá hơn là chúng ta để cho cái tia siêu âm nó song song. Thì để chẩn đoán là phần nào thì người ta có gợi ý định hướng cho chúng ta. Ví dụ như người ta tô màu vàng này là phần quanh màng, màu xanh là phần nhận, đỏ là cơ bè. Đây cái màu xanh nước biển đây ha, thì nó là phần thoát, thì chúng ta sẽ cắt như vậy thì nó sẽ tương ứng với cái vùng nào ha. Thông liên thất là một trong những cái bệnh tim bẩm sinh mà nó có liên quan nhiều nhất tới cái hội chứng di truyền. Ví dụ như trisomy 13, trisomy 21, trisomy 18, vân vân. Người ta ghi nhận là bất thường những cái thể nó chiếm hơn 20% thai có thông liên thất đơn thuần, và khoảng 35% thai có thông liên thất đơn thuần và nhiễm sắc thể bình thường thì có bất thường ngoài tim kèm theo. Và nhắc lại là thông liên thất là bất thường tim thường gặp trong nhiều hội chứng di truyền ha. Cái việc chẩn đoán thông liên thất thì chúng ta có thể là những cái lỗ nhỏ thì chúng ta phải nhờ tới Doppler màu ha, để chúng ta mới thấy được cái luồng thông, và cái luồng thông ở đây chúng ta thấy là nó hai chiều ha, màu xanh màu đỏ qua đây. Cái bệnh chúng ta thường gặp thứ ba đó là hội chứng thiểu sản tim trái. Hội chứng thiểu sản tim trái thì được định nghĩa là dạng tim bẩm sinh mà cấu trúc tim trái không đủ khả năng tưới máu cho hệ thống. Có nghĩa là chúng ta sẽ thấy là tim phải, đôi khi tim trái là chúng ta không thấy, hoặc chúng ta thấy có thấy nhưng mà nó không đủ sức bơm máu lên cho động mạch chủ này, máu nó phải được tưới ngược lại nhờ qua cái ống động mạch này. Như vậy thì chúng ta có các cái dạng giải phẫu, có thể là không lỗ van hai lá, không lỗ van động mạch chủ. Lúc này thì chúng ta thường là tâm thất trái chúng ta sẽ không có thấy được, hoặc là cái nhẹ hơn là chúng ta thấy trong những cái trường hợp tình huống bị hẹp van hai lá, hẹp van động mạch chủ, thì lúc này cái buồng tâm thất chúng ta có thể thấy nhưng mà nó nhỏ và nó không có bơm máu nổi lên trên động mạch chủ lên. Có thể là biến thể của các cái bệnh khác, ví dụ như là kênh nhĩ thất với lại thất trái nhỏ, hoặc là thất phả hai đường ra với hẹp van hai lá, thất trái bị thiểu sản chẳng hạn. Thì để chẩn đoán ở trên mặt các bốn buồng, chúng ta sẽ thấy cái thất trái nó nhỏ, dày, có bóp kém, mỏm tim thì nó tạo bởi chủ yếu là thất phải, van hai lá thì dày loạn sản tăng âm, cái van lỗ bầu dục thì thay vì chúng ta thấy trong nhĩ trái thì lúc này chúng ta sẽ thấy nó quật ngược lại ở trong nhĩ phải. Doppler màu thì chúng ta chỉ thấy từ từ nhĩ xuống thất phải thôi, nhĩ phải xuống thất phải, chúng ta không có thấy được dòng màu từ nhĩ trái xuống thất trái. Và nhắc lại là từ các cái bệnh từ nãy giờ tôi nói, từ kênh nhĩ thất, thông liên thất, hội chứng thiểu sản tim trái, thì đa phần ở các bốn vùng này chúng ta đều có thể chẩn đoán được. Đây các anh chị thấy ha, ở trên mặt các bốn buồng chúng ta sẽ thấy là cái tim phải lớn, trong khi đó cái tim tim trái là nhỏ, và chúng ta để cái Doppler màu vô thì chúng ta sẽ thấy cái dòng màu từ nhĩ phải xuống thất phải, nhưng chúng ta không có thấy được cái dòng màu từ nhĩ trái xuống thất trái. Và ở cái mặt các ba mạch máu và khí quản thì chúng ta chỉ có thấy hai mạch máu thôi, chứ không thấy đầy đủ ba mạch máu. Cái động mạch đó là động mạch phổi phải, nó giãn, nó nằm kế cái tĩnh mạch chủ trên. Động mạch chủ lúc này nó rất nhỏ cho nên có thể chúng ta không có thấy được. Bỏ cái Doppler, phổ Doppler màu vô thì chúng ta sẽ thấy cái phổ Doppler màu phổ ngược ở trong cái cung động mạch chủ. Đây cái hình ảnh ba mạch máu và khí quản, chúng ta sẽ thấy là cái động mạch phổi bơm máu hướng về phía đầu giò cho nên nó có màu đỏ, rồi nó tưới ngược lại động mạch chủ xa đầu giò cho nên nó có màu xanh.
Đây trên cái hình ảnh minh họa các chị thấy bốn buồng ha, chúng ta thấy cái thất trái gần như là chúng ta không thấy luôn, chúng ta thấy chủ yếu là thất phải, cái nhĩ trái thì chúng ta thấy nó cho chút xíu vô này. Cho đớp lao màu thì chúng ta chỉ thấy cái đổ đầy của từ nhĩ phải xuống thất phải thôi. Công đoạn mạch chủ thì chúng ta sẽ thấy là mạch chủ lên nó rất là nhỏ như một cái cọng chỉ vậy đó, xuống tới đầu mạch chủ xuống thì nó mới bự lên ha. Chúng ta để ba mạch máu và khí quản thì chúng ta thấy cái động mạch phổi nó xe đầu giờ có màu xanh đây, nó tưới ngược lại động mạch chủ nó cái màu đỏ đây ha. Vậy là chúng ta đủ các cái tiêu chuẩn để chẩn đoán cái hội chứng thủy sản tim trái ở cái thai nhi là 22 tuần. Vậy để tóm tắt cái việc chẩn đoán hội chứng thủy sản tim trái, hội chứng thủy sản tim trái là một cái phổ dạng bệnh tim bẩm sinh phức tạp, nó liên quan tới thất trái kém phát triển cũng như là kém phát triển của đường ra thất trái, và nó là một cái dạng tim bẩm sinh khá thường gặp trong bào thai, nhưng mà sau sinh chúng ta không có gặp được là tại vì đa phần nó tử vong ở trong bào thai hoặc là tử vong ngay sau sinh. Và các cái trung tâm tim mạch lớn hiện nay là đa phần không có nhận để phẫu thuật, cho nên là chúng ta sẽ không có gặp những cái bệnh tim bẩm sinh này ở các cái trung tâm tim mạch. Thường là chúng ta gặp ở những cái khoa sơ sinh của các bệnh viện sản khoa, sinh ra thì em bé nó sẽ tử vong trong vòng vài ngày ha. Và trong hội chứng thủy sản tim trái thì chúng ta thấy thất trái nhỏ, cao bóp kém, nhưng cũng có thể kích thước bình thường giãn, nhưng mà không có dấu đổ đầy trên siêu âm, và nó cũng không có tống máu nổi qua cái van động mạch chủ. Gốc động mạch chủ thì nhỏ, rất là khó thấy trên siêu âm. Mõm tim thì được tạo bởi thất phải là chủ yếu. Cái van lỗ bầu dục thì chúng ta thấy phồng vào nhĩ phải với cái luồng thông trái phải, chứ bình thường cái luồng thông lỗ bầu dục là phải trái mới đúng. Thân động mạch phổi và ống động mạch thì nó giãn bù trừ để nó làm việc thay thế cho tim trái. Chúng ta thấy có phổ ngược ở trong cái mà các ba mạch máu và khí quản, hoặc là dọc cung động mạch chủ thì chúng ta thấy ngược lại trong cái động mạch chủ lên. Khoảng 4 đến 5% trường hợp là có bất thường nhiễm chất thể kèm theo, 10 đến 25% trường hợp là có bất thường ngoài tim kèm theo. Nếu mà có hở van ba lá hoặc là cái lỗ bầu dục hạn chế thì sẽ có tiên lượng xấu. Điều trị cho những cái bệnh hội chứng thủy sản tim trái này thì người ta phải làm cái phẫu thuật gọi là đỉnh cao trong phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh, gọi là phẫu thuật nọc cút, hoặc là chúng ta phải ghép tim. Chẩn đoán trước sinh hội chứng thủy sản tim trái đến ngày nay thì giúp ích cho làm giảm biến cố thần kinh chu phẫu, tức là nếu mà chúng ta chẩn đoán trước sinh thì sẽ giúp em bé nó phát triển trí tuệ tốt hơn so với chúng ta chẩn đoán sau sinh rồi chúng ta mới đem đi mổ, thì cái tổn thương thần kinh nó sẽ nhiều hơn. Cái bệnh chúng ta thường gặp thứ tư đó là tứ chứng Fallot. Tứ chứng Fallot thì chúng ta sẽ thấy là một cái thông liên thất ha, động mạch chủ cưỡi ngựa trên thông liên thất này, và cái động mạch phổi nhỏ bị hẹp, và sau đó thì cái thất phải nó làm việc với cái van hẹp này lâu ngày nó dày lên. Nó có bốn cái tất cả cho nên người ta đặt tên của nó là tứ chứng Fallot. Thông thường các cái bất thường mà tầng đại động mạch như nãy tôi nói á, là cái trục tim nó sẽ lệch trái nhiều hơn so với bình thường. Cái trục tim thai thường nó sẽ trên 60 độ ha. Bình thường nếu mà chúng ta cắt một cái đường ra thất trái bình thường, chúng ta sẽ chú ý cái góc giữa vách liên thất và động mạch chủ, nó là một góc tù mà chúng ta không có thấy được cái dòng chảy từ thất phải lên động mạch chủ đối với một cái tim bình thường. Và nó cũng không có chia nhánh ở mặt cắt ngang ngực cao ở cái đường ra thất trái này. Trong tứ chứng Fallot thì chúng ta sẽ thấy bất thường của cái đường ra thất phải. Chúng ta thấy cái phần phễu nó bị hẹp, van nó cũng có thể bị hẹp luôn. Những trường hợp nặng hơn nữa nó có thể hẹp luôn cả cái nhánh, cái chỗ xuất phát của cái động mạch phổi phải và phổi trái. Những cái dấu hiệu mà tiên lượng nặng của tứ chứng Fallot là chúng ta theo dõi theo cái tiến triển trong thai kỳ á, thì chúng ta sẽ thấy là cái động mạch phổi nó càng ngày nó càng nhỏ. Nó càng nhỏ không phải là chúng ta thấy là chúng ta đo 22 tuần là nó 22 mm, tới 30 tuần chúng ta đo lên 2.5 mm chúng ta kêu nó không giảm. Thực ra nó có giảm đó, chúng ta so theo tuổi thai thì cái Z-score nó sẽ bị giảm. Cho nên là đối với
siêu âm tim thai hay là siêu âm sau sinh đó, các anh chị nên dùng cái bảng để tính trị số chest score của nó để chúng ta coi thử là nó có bị giảm hay không. Cái thứ hai là chúng ta thấy cái kích thước động mạch chủ lên, nó càng ngày nó càng giãn, thì đó là một dấu hiệu tiên lượng không có tốt. Hoặc là cái dòng máu từ thất phải ra động mạch phổi á, nó bị không có ha, thì nó sẽ nặng, tiên lượng nặng. Chúng ta thấy được cái phổ Doppler ngược trong ống động mạch cũng là dấu hiệu nặng, là và lúc này nó sẽ tương đương với cái gọi là không lỗ van mạch phổi kèm thông liên thất á ha. Hoặc là cái thâm động mạch phổi đó rất là giãn, cái van động mạch phổi nó bị dính vào trong cái thành động mạch phổi thì gọi là các cái hội chứng không lá van động mạch phổi, hoặc là nó có bất thường nhiễm thể kèm theo, hoặc là có dị tật bẩm sinh khác kèm theo, hoặc là thất trái nhỏ, hoặc là bất thường của hệ thống tĩnh mạch, thì đó là những cái dấu chứng mà tiên lượng một cái tứ chứng Fallot này là xấu. Như vậy các bước tiếp cận nghi ngờ một cái tứ chứng Fallot thì đầu tiên chúng ta thấy một cái đại động mạch nó cưỡi ngựa trên nách liên thất, đó là động mạch chủ, và chúng ta phải tìm động mạch phổi. Nếu mà động mạch phổi nó đi ra từ thất phải, chúng ta thấy được nó nhỏ hay là vừa thì chúng ta chẩn đoán là tứ chứng Fallot. Còn ngược lại chúng ta thấy động mạch phổi cũng ra từ thất phải nhưng mà nó rất nhỏ và nó có phổ Doppler ngược cho động mạch thì chúng ta phải nghĩ tới là không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất, hoặc là động mạch phổi ra từ thất phải nhưng mà nó rất lớn thì chúng ta phải coi chừng đó là hội chứng không lá van động mạch phổi, hay là động mạch phổi và động nó ra từ động mạch cưỡi ngựa trên vách liên thất đó thì chúng ta gọi là thân chung động mạch. Đây là một cái minh họa của tứ chứng Fallot, các anh chị thấy ha. Một cái đại động mạch nó cưỡi ngựa trên vách liên thất, động mạch phổi ra từ thất phải, kích thước động mạch phổi nó nhỏ hơn so với động mạch chủ rất là nhiều. Và chúng ta bỏ cái Doppler vô thì chúng ta thấy vận tốc qua động mạch phổi nó cũng không có cao lắm ha. Như vậy trong bào thai cái chuyện mà hẹp van động mạch phổi là chúng ta thấy cái kích thước nó nhỏ hơn động mạch chủ thôi, chứ không bắt buộc là cái vận tốc qua nó phải cao. Đây là các cái dấu chứng để chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa tứ chứng Fallot với lại là không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất, hay là không lá van động mạch phổi, thân chung động mạch, hay là thất phải hai đường ra. Thì các cái dấu hiệu chúng ta thấy là chủ yếu Fallot thì chúng ta thấy cái dòng máu xuôi dòng từ cái thất phải ra động mạch phổi, nhưng mà cái van động mạch phổi lúc này chúng ta thấy nó vẫn còn hoạt động, trong khi đó cái không không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất á, thì chúng ta sẽ thấy là cái động mạch phổi nó rất là nhỏ mà chúng ta không ghi nhận được cái dòng máu từ thất phải ra động mạch phổi, và thêm vào đó thì chúng ta sẽ thấy được cái ống động mạch thì nó ngoằn ngoèo, có cái phổ Doppler ngược trong ống động mạch. Không lá van động mạch phổi thì chúng ta sẽ thấy là cái động mạch phổi nó rất là giãn lớn và cái dòng máu qua động mạch phổi là hai chiều tới lui nữa mà chúng ta để cái phổ Doppler vô vậy đó ha. Thường là nó không có ống động mạch ha. Và cái góc động mạch chủ thì thường nó nhỏ hơn so với cái kích thước của động mạch phổi. Trong thân chung động mạch đó, thì chúng ta thấy động mạch phổi nó đi ra từ cái thân chung đó, và cái van của thân chung này á, thì thường là cũng nó bị xấu và đôi khi nó bị hở nữa. Thất phải hai đường ra thì chúng ta thấy là động mạch phổi có thể là nó cưỡi ngựa ha, và động mạch chủ thì nó song song. Cái slide này thì bị lặp lại ha. Như tóm lại thì cái tứ chứng Fallot thì chúng ta sẽ thấy thông liên thất dưới động mạch chủ, động mạch chủ cưỡi ngựa, hẹp phễu của động mạch phổi, là một trong những cái dạng bệnh tim bẩm sinh tím khá thường gặp ở sau sinh, với cái hẹp phổi dạng kinh điển chiếm 80% trường hợp. Mặt các bốn buồng thường là sẽ bình thường, trừ khi có thông liên thất lớn. Thường là chúng ta sẽ phát hiện được ở mặt các năm buồng, chúng ta thấy thông liên thất dưới động mạch chủ kèm động mạch chủ cưỡi ngựa, góc động mạch chủ thì giãn, đặc biệt ở 3 tháng cuối, và có mối liên hệ chặt chẽ giữa cái tăng độ mờ da gáy, tăng khoảng mờ sau gáy và cái tứ chứng Fallot. Tứ chứng Fallot thì thường liên quan tới bất thường tại tim và ngoài tim khác kèm theo. 83% trường hợp sau sinh nó sẽ có cái lỗ bầu dục hoặc là thông liên nhĩ, cung động mạch chủ thì bên phải.
hoặc là tổng đài tĩnh mạch chủ trên trái thì nó gặp trong khoảng là từ 25% đối với cung động mạch chủ bên phải và 11% đối với tổng đài tĩnh mạch chủ trên trái. Có thời nhiễm huyết thể là lên tới 30%. 10 đến 15% trường hợp là có mất đoạn của 22q11. Các dấu hiệu tiên lượng xấu thì nhảy tôi nói ha, giảm tốc độ phát triển của động mạch phổi, tăng tốc độ phát triển của động mạch chủ, ngừng dòng chảy xuôi dòng qua van động mạch phổi và có dòng chảy ngược dòng qua ống động mạch. Cái bệnh thứ năm, tuần sau tôi sẽ hướng dẫn các anh chị, thì hôm nay tôi giới thiệu sơ qua đó là cái bệnh Epstein này ha. Chúng ta sẽ thấy dịch chuyển về phía mõm của cái van ba lá này, nó làm cho cái thất phải này nó bị nhỏ lại, nó làm hẹp đường ra của thất phải, dẫn đến hẹp van động mạch phổi, thiểu sản của nhánh động mạch phổi, và vì nó đóng thấp như vậy cái van ba lá nó khép không kín, nó gây ra hở van ba lá. Đây là trên cái giải phẫu bệnh ha, ta thấy là cái đây là bình thường cái van ba lá nó phải bám ở đây, bây giờ nó dính vô trong cái thành tim, bây giờ nó dịch chuyển cái vòng van ba lá xuống dưới đây. Rồi chúng ta thấy cái phần này là phần nhĩ hóa của thất phải, đây là cái thất phải chức năng còn lại rất là nhỏ. Và người ta ghi nhận là tử vong từ 80 đến 90% nếu mà chẩn đoán trước sinh. Và khi mà tỷ lệ tim trong lồng ngực chúng ta đo là không lớn hơn 0.6. Nó có các dấu hiệu của phù nhau thai, giảm dòng máu qua buồng tắm thất phải, thiểu sản phổi, tiên lượng xấu. Rất đa dạng về mức độ nặng nếu phát hiện sau sinh ha. Tại vì cái tùy theo cái mức độ bám của van ba lá nó bất thường. Nếu mà nó bám mà nó bị dính ít á, thì cái bệnh nó nhẹ. Còn nó dính nhiều quá thì mức độ nó sẽ nặng. Tùy thuộc vào cái đó ha. Do đó thì cái tương lượng nặng nó phụ thuộc vào cái độ nặng của cái bệnh. Nếu mà nó biểu hiện trong bào thai thì nó nặng hơn nữa. Cái đóng mặt nữa hoặc là cái OA, odds ratio đó ha. Hoặc là nếu mà nó có hẹp đường ra thất phải thì nó sẽ nặng hơn. Và khi chẩn đoán bệnh Epstein trong bào thai, chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với lại hở van ba lá nhẹ, bệnh tim bẩm sinh mà kèm loạn sản của van ba lá, nó cũng gây hở van ba lá, hoặc là bệnh tim bẩm sinh với hẹp đường ra thất phải, bệnh tim bẩm sinh với hở van ba lá nó thay đổi theo cái chu chuyển tim, hay là quá tải thể tích, hay là cơ tim nó co bóp kém, nó làm cho cái van nó khép không có tốt. Có cái thang điểm tiên lượng trong bào thai thì cái này tuần sau tôi sẽ nói kỹ hơn cho các anh chị về các thang điểm tiên lượng của cái bệnh Epstein khi mà các anh chị chẩn đoán trong bào thai. Thì trên hình ảnh chẩn đoán cũng là ở các bốn buồng, đập vào mắt các anh chị đầu tiên nhất là một cái tim lớn ha, và chúng ta thấy một cái hở van ba lá rất là nặng. Cái điểm mà bắt đầu hở của van ba lá là nó tuốt sâu ở trong lòng của thất phải. Ở trường hợp này thì vì nó hở nặng quá cho nên là máu nó bơm lên không động mạch phổi không được, làm cho động mạch phổi nó kém phát triển. Động mạch phổi chúng ta thấy rất là nhỏ, và chúng ta để cái đắp lên sung vô thì chúng ta thấy cái phổi đắp lên ngược chiều ở trong động mạch phổi. Vậy thì cái năm bệnh tim bẩm sinh thường gặp mà ở thành phố Hồ Chí Minh tôi ghi nhận được như vậy. Nhưng mà có một điều là các cái nghiên cứu trên thế giới thì người ta thấy là bệnh hẹp eo động mạch chủ và chuyển về đa động mạch thì cũng khá là thường gặp. Trong khi đó cái nghiên cứu của chúng tôi thì hai cái bệnh này nó đứng ở vị trí thứ 13, 14 lận, tức là nó bị tụt xuống rất là nhiều. Thì cái lý do vì sao nó tụt như vậy thì chúng ta phải tìm nguyên nhân để chúng ta cải thiện cái khả năng chẩn đoán đó. Thì chúng ta biết rằng ngay cái slide đầu tôi đã giới thiệu là nếu mà chẩn đoán chuyển về đại động mạch hay hẹp eo động mạch chủ trước sinh thì nó sẽ cải thiện tỷ lệ tử vong bệnh tật sau sinh, cho nên là chúng ta phải cố gắng phát hiện ra hai cái bệnh này để mà cải thiện tỷ lệ tử vong cho bé. Và hai bệnh này nếu mà chúng ta phát hiện được thì sẽ chữa được hoàn toàn và em bé nó có cuộc sống cũng gần như người bình thường. Cái bệnh mà chúng ta trước đây dễ bỏ sót đó là bệnh chuyển về đại động mạch. Bình thường á, động mạch chủ đây nó phải đi ra từ thất trái nha, động mạch phổi phải đi ra từ thất phải, nhưng bây giờ chuyển về đại động mạch thì động mạch chủ thì ra từ thất phải, động mạch phổi thì ra từ thất trái. Như vậy thì cái máu đỏ sẽ bơm máu lên động mạch phổi rồi về lại tĩnh mạch phổi, về lại thất trái, trong khi đó máu đen thì bơm lên động mạch chủ, về lại tĩnh mạch, về lại
thất phải như vậy. Nếu mà không có cái luồng thông giữa tầng nhĩ và tầng thất, tầng đại động mạch đây, thì em bé nó sẽ tử tử vong nhanh chóng ngay sau sinh. Thì đây là một cái bệnh tim bẩm sinh cũng khá thường gặp, nó chiếm từ 5 đến 7% của tổng bệnh tim bẩm sinh, và tử vong 30% trong tuần đầu nếu mà chúng ta không phẫu thuật ha, 50% trong tháng đầu, 70% trong 6 tháng đầu, và 90% trong năm đầu nếu mà chúng ta không can thiệp gì hết. Chúng ta có thể gặp nam nhiều hơn nữ. Thông thường ở mặt cắt bốn buồng thì chúng ta sẽ thấy bình thường. Đa phần cái bệnh chuyển về động mạch nó là một cái bệnh đơn độc, không có bất thường ngoài tim, hiếm khi có bất thường ngoài tim kèm theo. Hầu hết là trước khi chúng ta chọc ố thì kết quả chọc ố là bình thường, và bệnh này chúng ta có thể sửa chữa được hoàn toàn với một cái kết quả tốt với cái nền y học hiện đại ngày nay. Như vậy thì đối với bệnh tim bẩm sinh phức tạp thì chúng ta nên tiếp cận theo tầng, có nghĩa là chúng ta sẽ định vị phủ tạng như thế nào, kết nối nhĩ thất có bình thường hay không. Và đối với chuyển về đại động mạch thì chúng ta sẽ thấy động mạch chủ đi ra từ thất phải, động mạch phổi đi ra từ thất trái, và sau đó thì chúng ta tìm các bất thường khác nó kết hợp theo. Cái việc chẩn đoán trước sinh đó, thì chúng ta chủ yếu dựa vào mà các năm buồng nó bất thường. Khi mà chúng ta cắt năm buồng thì chúng ta sẽ thấy động mạch được chia nhánh và nó đi ra từ thất trái, đó là động mạch phổi. Bình thường cái động mạch đi ra từ thất trái là động mạch chủ, nó không có chia nhánh. Và cắt dọc theo cơ thể thì chúng ta thấy cung động mạch chủ và cung động mạch nó song song với nhau, mất đi dấu hiệu bắt chéo của động mạch. Ở mặt cắt ba mạch máu thì cái cung động mạch chủ nó ở phía trước so với cung của động mạch phổi, và đa phần là chúng ta thấy vì nó ở phía trên phía dưới với nhau cho nên chúng ta thấy hai mạch máu, chứ chúng ta không có cắt được ba mạch máu. Một cái khảo sát của Vinam và cộng sự cho thấy á, là nếu mà chúng ta dùng mà cắt bốn buồng á, thì đối với chuyển về đa mạch chúng ta chỉ phát hiện được có 12% trường hợp thôi, còn lại chúng ta bỏ sót tới 88% trường hợp. Trong khi đó nếu mà chúng ta sử dụng mà cắt năm buồng hoặc cắt ba mạch máu khí quản thì chúng ta sẽ chẩn đoán được tới 100% trường hợp, bởi vì nó bất thường ở mặt cắt này rất là rõ. Cái thách thức trong chẩn đoán, cái ưu điểm là siêu âm tim thai ngày nay người ta thấy nó có độ chính xác rất là cao, tới 95% trong việc chẩn đoán cái bệnh chuyển về đại động mạch này, đặc biệt ở cái trung tâm chuyên khoa. Nhược điểm là khi mà chúng ta tầm soát thì chúng ta lại dễ bị bỏ sót, bởi vì bốn buồng tim thường là bình thường cho nên chúng ta chủ quan, làm cho việc bỏ sót cái chẩn đoán tầng đại động mạch. Và bốn buồng của nó thì thường là không có mất cân đối cho nên chúng ta cũng không có để ý tiếp. Hoặc là động mạch chủ đầu phổi thì kích thước nó cũng gần gần bằng nhau, cái tim nó cũng không có lớn, nó cũng không có bất thường về trục tim, cho nên là chúng ta bị bỏ sót. Các dấu hiệu gợi ý cái chẩn đoán bệnh này đó là bất thường của mặt cắt năm buồng ha, nhắc lại là chúng ta thấy động mạch chia nhánh đi ra từ thất trái, cung động mạch chủ và có mạch song song với nhau. Mà các ba mạch máu thì chúng ta thấy động mạch chủ lên ở phía trước so với động mạch phổi, chúng ta thấy hai mạch máu thay vì ba mạch máu. Như vậy thì cái tiếp cận trong cái chẩn đoán bệnh chuyển về đại động mạch thì chúng ta thấy một cái động mạch nó chia nhánh đi ra từ đường ra của thất trái thì gợi ý cho chúng ta chẩn đoán một cái bệnh chuyển về đại động mạch ha. Thì chúng ta thấy nhận diện ra cái động mạch phổi đó, nó chia nhánh, nó xuất phát từ thất trái, và động mạch chủ thì nó đi ra từ thất phải. Lúc này chúng ta sẽ chẩn đoán xác định cái chuyển về đại động mạch dựa trên mặt các ba mạch máu và khí quản, thì lúc này chúng ta chỉ thấy một mạch máu thôi, hoặc là cắt ngang qua thì chúng ta thấy hai mạch máu nó cắt hai cái vòng tròn giống như mắt kính vậy đó. Còn chúng ta coi tìm thêm cái tổn thương kèm theo, ví dụ như thông liên thất, hẹp đường ra thất trái có kèm theo hay không. Đây là hình minh họa, nếu mà chúng ta cắt bốn buồng thì chúng ta rất là bỏ sót, bởi vì bốn buồng tim thì chúng ta thấy cũng bình thường, hai buồng tim thì cũng cân đối, các van tim cũng cân đối với nhau, chúng ta cũng nghĩ là bình thường cho nên chúng ta không có đi tìm tiếp theo, chúng ta rất là dễ bỏ sót ha. Trong khi đó chúng ta chỉ cần cắt ở đường ra thì chúng ta sẽ thấy cái động mạch chi nhánh nó đi ra từ thất trái đây, và chúng ta cắt lên nữa thì chúng ta sẽ thấy hai động mạch nó song song với nhau, nó mất cái dấu hiệu bắt chéo đi nha. Thì như vậy thì cái việc mà chẩn đoán cắt bốn buồng chúng ta rất là dễ bị bỏ sót, và chính vì lý do đó mà cái tỷ lệ phát hiện của chúng ta trong cộng đồng nó không có cao.
Do đó cái khuyến cáo ngày nay là các anh chị phải cắt được năm mà cắt ngang cơ bản là vậy đó. Phải có nhờ các mà cắt ngang ở tầng cao ở trên thì chúng ta mới phát hiện được các cái bất thường của tầng đại động mạch. Cụ thể là trong cái bệnh chuyển về tại động mạch này, các anh chị sẽ thấy cái động mạch phổi đi ra từ thắt trái, động mạch chủ đi ra từ thắt phải. Khi mà chúng ta chẩn đoán bệnh chuyển về đại động mạch thì em bé hãy nên sinh ở nơi có thể làm được cái thủ thuật Raskin. Thủ thuật Raskin là cái thủ thuật mở rộng cái lỗ bầu dục á, tức là người ta sẽ sau sinh người ta sẽ luồn một cái ống thông qua cái tĩnh mạch rốn nó vào nhĩ phải, rồi qua nhĩ trái thông qua cái lỗ bầu dục đó, rồi trên cái ống thông đó nó có cái bóng, nó bơm cái bóng căng lên, rồi người ta kéo giật cái bóng nó ngược lại thì nó là sẽ làm xé rách cái vách ly nhĩ. Thì cái thủ thuật này gọi là thủ thuật Raskin để làm cho cái lỗ bầu dục nó thông thường, chứ không nó đóng lại là em bé nó sẽ nguy hiểm nha. Do đó là em bé cần phải sinh ở nơi có thể làm được cái thủ thuật Raskin bất cứ lúc nào, và chúng ta sẽ lập kế hoạch trước sinh một cách chu đáo. Bác sĩ tim mạch lúc nào cũng on call ha, tức là cũng phải giữ điện thoại để cấp cứu, mà cần phải kiểm tra siêu âm lại lúc sinh. Và lúc này chúng ta sẽ quyết định làm Raskin hoặc truyền prostaglandin, và sau đó là chúng ta sẽ chuyển tới khoa CCU cho NICU ha, sơ sinh ha. Tóm lại, chuyển về đại động mạch là có tương hợp nhĩ thất nhưng mà có bất tương hợp thất đại động mạch. Lúc này chúng ta sẽ thấy hai động mạch song song với động mạch chủ ở phía trước và bên phải so với động mạch phổi, mà các bốn buồng thường là bình thường, ngoại trừ có kèm thông liên thất. Ở mặt các năm buồng thì chúng ta thấy động mạch phổi ra từ thắt trái và chia nhánh một đoạn ngắn sau xuất phát, chia hai nhánh là mạch phổi và phải và trái. Trong đa số các trường hợp thì mặt cách ba mạch máu của khí quản thì chúng ta sẽ thấy một mạch máu thôi. Rồi cái bệnh thứ bảy cũng là cái bệnh cuối cùng mà thường gặp á, là hẹp eo động mạch chủ. Eo động mạch chủ tức là chúng ta thấy cung động mạch chủ đây ha, sau cái động mạch dưới đồng trái, chỗ này người ta gọi là eo động mạch chủ. Thì cái hẹp eo động mạch chủ là hẹp cái đoạn trên của động mạch chủ xuống gần cái chỗ bám của dây chằng động mạch. Chúng ta có thể gặp là chỉ có hẹp động mạch chủ đơn thuần hay là hẹp động mạch chủ kèm theo các cái bệnh tim bẩm sinh khác. Ngay cả các nước phát triển, cái việc mà phát hiện bệnh tim bẩm sinh đặc biệt là hẹp động mạch chủ cũng là một cái chẩn đoán khó. Bởi vì một cái nghiên cứu ở Mỹ, người ta nghiên cứu ở cái giai đoạn mà 89 2004 ở bang California, những em bé mà nó tử vong sau sinh đó, thì người ta làm mổ tử thi ra thì người ta thấy là những cái nguyên nhân mà gây cho em bé nó tử vong sơ sinh mà không có được chẩn đoán trước đó là gồm có hồi chức tiểu sản tim trái và hẹp eo động mạch chủ. Thì cái hẹp eo động mạch chủ là một trong những cái bệnh mà chúng ta có thể chữa được, cho nên là chúng ta nên phát hiện sớm để mà mổ cho cháu. Hẹp eo động mạch chủ khó phát hiện trong bào thai, nhiều đặc điểm trước sinh chúng ta không thấy được giống như ở sau sinh của hẹp eo động mạch chủ. Sau sinh hẹp eo động mạch chủ, chúng ta thí dụ như chúng ta đo cái phổ Doppler ở dưới động mạch chủ bụng, hoặc là chúng ta đo cái Doppler liên tục qua eo động mạch chủ, chúng ta thấy nó cao. Còn ở trong bào thai thì ống động mạch nó còn mở, cho nên là chúng ta không thấy được cái độ chênh áp qua cái chỗ hẹp eo động mạch chủ. Những cái dấu hiệu kinh điển như là cái dấu ngấn ở thành sau của động mạch chủ thì có thể chúng ta khó thấy. Và trong bào thai đôi khi chúng ta khó cắt được cái cung động mạch chủ một cách trọn vẹn, và thường là chẩn đoán ở trong bào thai nó dừng ở cái mức nghi ngờ. Khi thấy nhiều dấu hiệu gián tiếp, chúng ta nghi ngờ cái hẹp eo động mạch chủ thì dấu hiệu gián tiếp đó là gì, chút nữa tôi sẽ hướng dẫn ha. Và nó có vùng xám với dương tính giả và âm tính giả khá là cao. Bởi vì nó dương tính giả, âm tính giả cao như vậy cho nên làm cho bác sĩ sản khoa chủ quan. Có lúc đó thì mình chẩn đoán nhưng mà nó là dương tính giả, sau sinh em bé bình thường, cho nên là nghĩ ông này ông chẩn đoán sai hoài cái chuyện hẹp eo động mạch chủ này, cho nên là chủ quan. Hoặc là có những trường hợp trước đó là chẩn đoán bình thường nhưng mà nó là một cái bệnh tiến triển ở trong bào thai, cho nên là chúng ta không có làm ở giai đoạn sau, cho nên chúng ta không thấy, làm cho em bé nó bị âm tính giả.
Cái ảnh minh họa cho các anh chị thấy cái eo động mạch chủ đây ha, nó hẹp nhưng mà cái ống động mạch nó còn mở, do đó cái dòng máu ở trong bào thai nó vẫn chảy qua vùng eo bình thường. Chỉ có sau sinh khi cái ống động mạch đóng lại kèm theo cái lực cơ học nó kéo, nó làm cho cái hẹp này nó sẽ biểu hiện nặng lên. Nếu mà nó kéo mạnh quá hoặc là nó hẹp nặng quá, máu nó không xuống dưới được thì em bé nó sẽ bị trụy mạch, bị không có tưới máu thận, làm bị toan chuyển hóa, và em bé nó sẽ tử vong rất là nhanh nếu mà chúng ta không có điều trị kịp thời. Những cái manh mối mà để chẩn đoán trước sinh đó, thì chúng ta điều đầu tiên là chúng ta cần phải biết eo động mạch chủ bình thường nó như thế nào. Tôi nhắc lại các anh chị là chúng ta đi học không phải là chúng ta phải gặp bệnh thì chúng ta mới học được nhiều, mà chúng ta coi những ca bình thường ở trong đầu chúng ta phải ấn tượng nó bình thường là như thế nào cái ạ. Ví dụ như cái hình ảnh của van hai lá nó đóng mở bình thường như thế nào, các anh chị phải thấy được cái đã, rồi sau đó nó không bình thường thì chúng ta mới mới nghi ngờ, chúng ta đi tìm tiếp nha. Ở trong hẹp eo mạch chủ thì chúng ta sẽ thấy thường là mất cân đối của tim trái và tim phải, với cái thất trái thường nó bị nhỏ, và chúng ta cần phải có một cái nhạy cảm ở trên lâm sàng về kích thước của thất trái và thất phải. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải để ý thêm một cái chuyện nữa, đó là cái thông niên thất nó có thể làm xóa đi cái dấu hiệu mất cân đối giữa hai thất. Do đó một em bé mà hẹp eo động mạch chủ mà có thêm kèm thông niên thất á, thì làm cho các anh chị bị bỏ sót, bởi vì lúc đó hai thất nó trở lại cân đối với nhau, cho nó bị mất cân đối nữa. Và một cái manh mối nữa, thường là nó sẽ có hạn định hơn, đó là động mạch chủ kích thước nó nhỏ hơn 50% so với kích thước động mạch phổi. Bình thường thì kích thước động mạch chủ nó khoảng bằng 75% so với động mạch phổi ha. Còn cái việc mà lơ tâm trương kéo dài thì chúng ta có thể gặp sau sinh, chứ còn trước sinh thì hiếm gặp. Chúng ta có thể gặp cái đớp lơ hai chiều ở trong vùng eo động mạch chủ, và chúng ta có thể lại thấy cái dạng ngấn ở thành sau của động mạch chủ và nó tạo thành hình số 3 ha. Nó chéo kéo dài cái khoảng cách giữa cái động mạch dưới đòn trái và cái động mạch cảnh bên trái, cái khoảng cách này nó rộng ra. Và một cái manh mối nữa để chúng ta để ý, đó là khi mà chúng ta siêu âm thai trên 34 tuần mà kích thước vùng eo chúng ta đo nó nhỏ hơn 3 mm thì chúng ta phải nghi ngờ là hẹp eo động mạch chủ ha. Ví dụ như trong tình huống này nó đo cái kích thước eo động mạch chủ là 0.24 mm, à, cm, tức là khoảng 2.4 mm đó ha. Đây cái hình ảnh đập vô đầu tiên gợi ý chúng ta là một cái mất cân đối tim phải lớn hơn tim trái. Ba mạch máu cũng vậy, chúng ta thấy là động mạch phổi nó lớn hơn động mạch chủ rất là nhiều ha. Thì lúc này chúng ta phải cắt ở những cái mạch cắt bổ sung khác để chẩn đoán. Thì anh chị thấy từ những năm 1994 người ta đã làm những cái nghiên cứu để coi thử một cái tim bình thường là như thế nào, hẹp eo động mạch chủ là như thế nào. Cái này VD trên VG, tức là kích thước của thất phải chia cho thất trái. Cái này là kích thước của động mạch phổi chia cho động mạch chủ. Thì chúng ta thấy cái màu này là bình thường nè ha. Thì bình thường cái tỷ lệ của thất phải thất trái hay động mạch chủ động phổi thì nó khoảng 1.2 cho tới 1.3. Tim phải hơi lớn hơn tim trái một chút, nhưng mà không khi nào nó vượt quá 1.5. Trong khi đó hẹp eo động mạch chủ thì thất phải trên thất trái hay động mạch phổi chủ thì nó là tới 1.7 lần. Đó là một cái dấu hiệu gián tiếp gợi ý cho chúng ta chẩn đoán cái hẹp eo động mạch chủ. Và lúc này chúng ta phải đo đạt các kích thước của động mạch chủ lên của cung động mạch chủ, của eo động mạch chủ, thì người ta sẽ thấy cái kích thước mà của trường hợp hẹp eo động mạch chủ thì kích thước nó thường là nó rơi xuống nhỏ hơn trừ 2 SD, hay còn gọi là Z-score trừ 2 đó ha, trừ 2 trừ 3 trở đi thì cái nguy cơ hẹp eo động mạch chủ nó rất là cao. Đây là hình ảnh minh họa ở trên mặt cắt bốn buồng. Các anh chị sẽ thấy là mất cân đối giữa tim phải với tim trái, tim phải thì lớn, tim trái thì nhỏ. Ba mạch máu thì chúng ta thấy một cái động mạch phổi nó giãn rất là lớn, bên cạnh đó là mạch chủ.
nó nhỏ xíu à ha. Và dọc theo cung động mạch chủ thì chúng ta thấy cái đây cái động mạch chủ lên nó rất là nhỏ ha. Cắt được dọc động mạch chủ này cũng không phải là dễ ha. Nó nhỏ mà trên 2D chúng ta phải nhìn kỹ chúng ta mới thấy, nhờ cái Doppler màu bỏ vô nè các anh chị, chúng ta mới thấy cái dòng máu nó chảy nhỏ như cọng chỉ, nó đi qua cái cung động mạch chủ, trong khi đó cái cung ống động mạch nó nằm ở phía dưới này ha. Dòng máu nó chảy rất là mạnh nha, eo động mạch chủ rất là nhỏ. Thì chúng ta phải nghi ngờ để mà cắt đốm cuồng, sau đó chúng ta mới tìm các cái dấu hiệu trực tiếp của nó, chúng ta đo đạt các kích thước của động mạch chủ lên, của động mạch chủ ngang, của eo động mạch chủ, chúng ta so sánh với bình thường với tuổi thai như thế nào. Để chẩn đoán cái bệnh eo động mạch chủ thì thường là chúng ta sẽ thấy là thắt phải lớn hơn thắt trái, động mạch phổi lớn hơn động mạch chủ, cung động mạch chủ chúng ta thấy nó thiểu sản hay là thiểu sản vùng eo động mạch chủ. Có thể thỉnh thoảng chúng ta thấy được cái chiều luồng thông từ trái qua phải ở lỗ bầu dục. Bất thường ngoài tim kèm theo là bất thường nhiễm chất thể là khoảng 19%. Bất thường ngoài tim với nhiễm chất thể bình thường là 14%. Như vậy để kết luận cho cái bài này thì qua các cái 7 cái bệnh mà nãy giờ tôi vừa trình bày các anh chị á, thì nó đều nằm ở trên năm mà cắt ngang hết. Cho nên các anh chị phải nắm vững năm mà cắt ngang này, bởi vì năm mà cắt ngang này chúng ta phát hiện hầu hết 7 cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp nha. Và 7 bệnh tim thường gặp đó nó chiếm 60% của tổng lượng tim bẩm sinh, đó là bao gồm bệnh. Các anh chị phải học cái cách chẩn đoán bệnh kinh nhĩ thất đã hướng dẫn rồi, bài thông liên thất các anh chị đã học rồi, hội chứng tim sản tiểu đản tim trái thì thầy Minh sẽ hướng dẫn các anh chị, tứ chứng Fallot cũng học rồi ha, bệnh Epstein thì tuần sau tôi sẽ hướng dẫn, chuyển vị đại động mạch thì thầy Khôi đã hướng dẫn rồi ha, ngày bây giờ mình chủ thì cô Trúc sẽ nhắc lại các anh chị một lần nữa. Như vậy thì cái bài này có tính chất tổng kết cho các anh chị các cái bệnh tim bẩm sinh thường gặp mà các anh chị nên nhớ, dựa vào các năm mà cắt ngang cơ bản mà các anh chị phải cắt thuần thục để chẩn đoán ra cái bệnh này. Thì năm mà cắt ngang cơ bản đó là ngang bụng cao, tôi nhắc lại, bốn buồng, đường ra thắt trái, đường ra thắt phải, ba mạch máu, khí quản. Rồi bài đến đây là hết. Các anh chị có hỏi gì về bài này không? Thầy cho em hỏi một chút ạ. Vâng. Thầy cho em hỏi ví dụ như là hẹp eo động mạch chủ ấy, thì là cái ví dụ như ở thời kỳ bào thai mà ví dụ như là cái cấu trúc của đoạn eo đấy nó có khác thì cái cấu trúc của đoạn thân không phải? Đoạn eo khác với đoạn gì? Đoạn thân động mạch chủ không ạ? Tức là đoạn động mạch chủ lên ấy. Tại vì là Động mạch em chủ nghe lên. và em nghe thấy mang máng thế thôi, em không chắc chắn lắm nên em mới hỏi lại, tại vì là một số phẫu thuật viên về tim mạch bảo là nếu mà phẫu thuật ở chỗ đoạn hẹp eo đấy thì nó hay bị hẹp lại. Nếu mà tôi hiểu cái ý của anh thì anh hỏi là cái kích thước của eo nó khác cái của cái động mạch chủ lên hay không hả hay sao? Tức là cái cấu trúc về phôi thai học ấy của đoạn eo nó có khác gì với đoạn thân không ạ? Tức là Cái đoạn động mạch chủ lên nó có khác gì cái vùng nội eo về cấu trúc mô học đúng không? vâng, đúng rồi. Để có cái hình tôi minh họa cho anh dễ hình dung. Cái chiều sinh lý học ở trong bào thai á, là cái dòng máu bình thường là từ cái động mạch phổi ra ống động mạch để xuống cái động mạch chủ xuống. Thì người ta thấy trong những cái tình huống mà hẹp eo động mạch chủ á, người ta thấy có vẻ như là nó cái dòng máu này nó sẽ tăng lên, và nó sẽ có cái hiện tượng di chuyển của các cái tế bào của vùng ống động mạch này vào cái vùng eo động mạch chủ. Cho nên là về mô học á, thì nó có cái cấu trúc cũng gần gần giống với cái cấu trúc của ống động mạch này. Nó làm cho cái vùng này nó dễ bị co thắt hơn so với các cái vùng động mạch chủ khác. Do đó phẫu thuật viên khi mà sửa chữa hẹp eo động mạch chủ á, người ta sẽ cố gắng cắt bỏ rộng rãi cái vùng này để cho những cái tế bào này nó không có nữa, để cho nó tránh tái hẹp eo động mạch chủ. Thì đó là cái lập luận mà về cái hướng dòng chảy á.
và cái hướng lan của các cái tế bào mô của ống động mạch nó sẽ dễ co thắt khi mà có cái đáp ứng của nồng độ oxy cao, nó dễ bị co thắt, nó dễ bị hẹp hơn và người ta nó dễ bị tái hẹp khi nếu mà chúng ta còn để lại cái mô của cái phần ống động mạch nó xâm lấn vô cái phần eo động mạch chủ nè. Thì đó là những cái lý thuyết, cái giả thuyết về huyết động học nó giải thích như vậy. Không biết là có phù hợp với lại cái câu hỏi của anh không ạ? Vâng, em cảm ơn ạ. Cái bài chuẩn bị đào động mạch hôm qua là thầy cô chắc hướng dẫn các anh chị cũng khá đầy đủ rồi chứ. Các anh chị có Thưa hỏi thầy, gì cho em không? hỏi hỏi một câu hỏi về bài hẹp eo động mạch ạ. Rồi nói đi em. Thưa thầy, có cái ngoài cái so sánh cái bảng chỉ số Z-score ra thì có cách nào để mình nhận biết nhanh trên 2D về cái dấu hiệu nghi ngờ của hẹp eo động mạch chủ khi mà chưa có đảo ngược dòng chảy ở trong ống động mạch không thầy? Thường cái hẹp eo thì nó cũng không có đảo ngược cái dòng chảy trong ống động mạch đâu. Bình thường cái dòng chảy nó vẫn bình thường như vậy chứ nó đâu có đảo ngược làm chi. Nó chỉ có thường á cái dấu hiệu mà mất cân đối tim phải tim trái, các anh chị thấy càng sớm thì nó càng có giá trị là cái thứ nhất. Cái thứ hai mà mất cân đối của tầm đại động mạch thì nó sẽ có giá trị hơn là mất cân đối của thất trái và thất phải trong cái hệ động mạch chủ. Còn cái trường hợp mà nó có kèm theo thiểu sản cũng là mạch chủ thì quá dễ rồi ha. Còn các anh chị chú ý cái kích thước giữa cái động mạch chủ và động mạch phổi, nếu mà chúng ta phát hiện càng sớm, tức là càng sớm có nghĩa là từ 18 20 tuần thì chúng ta đã thấy rồi, thì cái nguy cơ của em bé đó nếu mà chúng ta theo dõi diễn tiến của thai kỳ nó vẫn là tỷ lệ nó trên 1.7 thì cái nguy cơ em bé nó hẹp eo động mạch chủ sau sinh rất là cao. Và cái chuyện chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ trước sinh hiện nay người ta vẫn ghi là nghi ngờ hẹp eo động mạch chủ để bác sĩ họ kiểm tra lại sau sinh thôi, chứ còn chẩn đoán chắc chắn thì không có, bởi vì nhắc lại cái dương tính giả và âm tính giả của nó rất là cao. Và một cái dấu chứng nữa mà người ta nói để cho các anh chị để ý là tại vì khi chúng ta nghi ngờ rồi thì chúng ta phải theo dõi liên tục. Mà chúng ta theo dõi liên tục như vậy, cái một cái thông số dễ nhớ là sau 34 tuần nếu mà chúng ta đo kích thước eo động mạch chủ dưới 3 mm là cái nguy cơ em bé đó hẹp eo động mạch chủ cũng khá là cao. Còn nếu mà chúng ta thấy được cái dấu hiệu hình số 3 ngay chỗ cái cung động mạch chủ thì đó là một cái dấu hiệu trực tiếp gợi ý của hẹp eo động mạch chủ. Rồi, được chưa? Dạ được rồi thầy, mà cái tỷ lệ mà mình nghi ngờ cái thời điểm sớm nhất mà mình có thể nghi ngờ dựa vào cái tỷ lệ kích thước giữa động mạch chủ và động mạch phổi là khoảng bao nhiêu thầy? Nếu mà giai đoạn sớm của thai kỳ tức là 18 22 tuần thì chỉ cần 1.5 là mình bắt đầu nghi ngờ rồi. Còn nếu mà các anh chị làm ở giai đoạn trễ tức là 30 tuần thì phải trên 1.7 thì cái xác suất nó bị nó mới cao. Đã chẩn đoán dựa vào xác suất á. Rồi nếu mà các anh chị chưa kịp nghĩ ra câu hỏi thì các anh chị cứ tiếp tục suy nghĩ, rồi chút nữa cuối giờ mình sẽ hỏi tiếp. Bây giờ mình nghỉ tới 10 phút, tới 10:30 là mình sẽ bắt đầu lại ha.